Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em vừa về một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0Q, nội thất màu đen và ngoại thất màu trắng ngọc trai. Thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của thời điểm tháng 4 năm 2023 này, về giá xe, chi tiết khuyến mại của dòng xe Camry này, đồng thời là giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Camry 2.0Q. Đầu tiên thì trong khi quay về ngoại thất xe, em sẽ báo giá cho anh chị về cái giá bán thời điểm hiện tại. Thì đối với dòng xe Camry 2023 thì vẫn được phân phối thị trường Việt Nam về 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì giá các phiên bản lần lượt như sau. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản 2.0G thì sẽ có giá niêm yết là 1.105.000. Thì ở thời điểm này bên em giảm cho phiên bản 2022 là 65 triệu tiền mặt. Thì với cái ưu đãi bên trên thì giá niêm yết là giá lăn bánh anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 1.117.000.000 và trả góp khoảng 326 triệu. Còn đối với phiên bản 2023, phiên bản mới, hiện tại thì chỉ có duy nhất phiên bản 2022 em chỉ tụt là phiên bản 2.0G thôi. Còn đối với 2023 thì giá niêm yết đã được nâng lên là 1.105.000.000 và ở thời điểm này em đang giảm cho dòng xe Camry 2.0G là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu. Thì giá đối với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 1.190.000.000 để lăn bánh. Còn trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em là 345 triệu là để lăn bánh. Còn đối với phiên bản thứ hai, phiên bản 2.0Q là phiên bản mới có ở cái form này, cũng là trước mắt chúng ta đây, thì có giá niêm yết phiên bản 2023 là 1.220.000.000 và ở thời điểm này bên em giảm cho anh chị là 42 triệu tiền mặt. Thì đối với cái ưu đãi bên trên thì giá xe lăn bánh chỉ còn là 1.3 tỷ, còn trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 380 thôi. Còn ngoài ra phiên bản 2.5Q, phiên bản cũng được yêu thích nhất là có giá niêm yết 2023 là 1.405.000.000 và đối với ưu đãi thời điểm hiện tại là bên em giảm cho dòng xe này là 35 triệu tiền mặt. Thì với ưu đãi bên trên thì bản 2.5Q thì anh chị lăn bánh cho em khoảng hơn 1.5 tỷ, còn cái để trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng 440. Còn đối với dòng xe cao cấp nhất phiên bản 2.5 Hybrid thì có giá niêm yết là 1.495.000.000 và ở thời điểm này bên em đang tặng cho dòng xe Hybrid gói phụ kiện là 20 triệu phụ kiện và với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 1.650.000.000 và cái trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 470 là mang xe về rồi. Thì vừa rồi thì em đã báo giá cho anh chị về các dòng xe của phiên bản xe của Camry tháng 4 năm 2023 này, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q. Thì đầu tiên ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế nội ngoại thất của 2.0Q và 2.5Q đây nó cũng không có nhiều điều khác biệt, nó chỉ khác nhau một vài điểm như sau. Thứ nhất là cái về cam 360, phiên bản 2.0Q này sẽ không được trang bị cam 360, và cái thứ hai là về phần ngoại thất là cái đằng sau, cái phía đằng đuôi xe ấy, thì phiên bản 2.5Q sẽ được trang bị là cái bô kép, còn bản 2.0Q là trang bị bô đơn. Còn ngoài ra thì nó sẽ khác nhau về cái cụm máy, là nó làm lên cái tên tuổi, cũng như là cái cụm máy và hộp số sẽ làm lên cái khác biệt giữa hai dòng xe là chính. Ngoài ra thì đều có cái được trang bị là logo dạng 3D cũng như là cái tính năng là toa xếp xe, tính năng an toàn cũng đều được trang bị là đèn full LED, đèn pha và cốt đều được trang bị trong cái bi LED này, và lốp xe thì như nhau luôn, đều được trang bị là la răng 18 inch dạng phay xước và đều được trang bị là gương tự động, rồi các cái miếng mạ chrome đều như nhau hết. Thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe này nó chỉ có 66,4 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Thì đối với cái phiên bản 2.0G này, giống quy này thì đã được nâng lên cái công suất máy, nhưng tuy nhiên lại được giảm đi về cái tiêu thụ nhiên liệu, thì rất là một cái nâng cấp rất là đáng kể, rất là đáng tiền của phiên bản Camry 2022 và 2023 này. Thì đây là cái phần ghế sau của xe, thì tiện em sẽ theo thông báo luôn là cái hàng ghế thứ hai của con Camry 2.0Q này cũng được trang bị cái bảng điều khiển cho người ngồi hàng ghế thứ hai, giống như phiên bản 2.5Q và phiên 2.5HV, đều trang bị được điều hòa, thay đổi được điều hòa này, rồi các cái âm thanh như cái phiên bản 2.5Q kia. Thì cũng như em có giới thiệu thì đây là cái lựa tùy chọn là nội thất màu đen, thì ngoài ra là có thêm một tùy chọn nữa là nội thất màu be. Cho anh chị nào muốn màu sạch và cái trông nó khỏe khoắn thể thao thì mình sẽ lấy màu đen như này. Còn nếu anh chị thích màu sáng sủa và trông nó rộng rãi thì lựa chọn giúp em là cái phiên bản
tùy chọn nội thất một kem. Thì vừa rồi em đã đi điểm qua anh chị về cái ngoại thất của xe bản 2.5Q, thì bây giờ em sẽ xin phép giới thiệu vào trong nội thất. Thì phần nội thất của xe thì nếu mà ngồi ở đây thì mình sẽ không nhận biết được nhiều so với khác biệt gì so với cái bản 2.5Q cả. Thì đột đèn hồi trang bị là có hắt kính HUD này, khác muốn ở đây không có cái nút camera 60 thôi. Còn đều có nhớ ghế hai vị trí này, đều có chỉnh gương tự động, đều có auto phá cốt, đều có bật tắt chống rung trượt ở đây, đều có mở cốt và mở xăng đều ở đây hết cả, đều có đèn auto này, đều có đèn sương mù, đều có gạt mưa tự động và đều có các cái chức năng như là lấy chuyển số sau vô lăng này, có chức năng điều chỉnh được cái chức năng toa safety sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi giữ khoảng cách với xe phía trước. Ngoài ra một tính năng nữa là cũng đều có cái màn hình JBL và cộng với hệ thống loa 9 loa JBL ở đây. Cái hệ thống loa này nó cho ra chất lượng âm thanh rất là lớn, chất lượng rất là tốt. Còn ngoài ra nữa thì xe này cũng được trang bị là cái điều hòa ba vùng tự động thì mình sẽ chủ động được cho người lái cũng như hành khách có nhiệt độ mình sẽ cảm thấy khác nhau thì mình sẽ chỉnh cái nhiệt độ khác nhau. Đều có cái chức năng 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport và cũng đều có là phanh điện tử cũng như là Auto Hold. Và cũng đều có sạc không dây nữa, và phía bên trong này nó sẽ có là cổng sạc USB và một cái tổng đây. Ngoài ra thì cửa sổ trời được trang bị trên cả 3 phiên bản cao cấp. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q và báo giá cho anh chị về cái giá xe ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác cũng như là lịch xe giá xe thì có thể liên hệ giúp em một số hotline trên màn hình. Xin phép mẹ anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.